Ok, hello anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại. Cho tôi nhảy cái anh em ạ. 1 2 3. Đây, anh em có thấy tôi đang ở trong cái gua nào không? Một cái gua rất là mới toanh đúng không? Anh em có biết là tại sao tôi ở trong cái gua nó mới như này không? Bởi vì là cái gua kia chúng tôi bị chết rồi, tôi buồn quá anh em ạ, thật. Thế nên là tôi sẽ mang tất cả những cái kinh nghiệm đó để mà lập ra cái gua này anh em ạ. Với cái gua mới này chúng ta cũng sẽ sinh tồn nhưng mà là từ trong địa ngục anh em ạ. Holy shit, tôi phải sinh tồn ở trong cái vùng khó khăn như này hả? Chơi luôn, sợ gì, chơi luôn anh em ạ. Từ từ á, tôi tìm cái cục ấy, tôi nhét vào cho đẹp cái cục cục này thì ấy, cục gì nhỉ? Cục này theo giống cục gì nhỉ? Cục block ấy đây này, cục đó, cục ba san à, đẹp phết. Ok, bây giờ tôi cất hết đồ đi và tôi cần cái respawn ăn cho và cả cái glowstone để mình xây cái chỗ mình nó hồi để mình xây cái chỗ mình hồi sinh đấy anh em. Cái này thì anh em nào chơi rồi thì anh sẽ biết đó, thì cái cục đó thì giúp mình hồi sinh survival à. Từ từ à, vứt 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 thì mình vứt cái cục ấy chứ, vứt đi, đúng rồi, không cầm một cái gì nhá anh em, tôi không cầm một cái gì nhá, tôi chơi survival nhá. Đó, đây thử thách dành cho tôi. Ok, trời thôi, ôi ô nấm của tôi, nấm nê xoài nó giúp mình ăn đấy anh em, nấm ấy tốt lắm. Cái khu này cũng căng phết nhở, bụi bặm cái thứ ghê phết nhở, khu này có vẻ khu tàn tích của địa ngục anh em ạ. Nấm nói chung là lúc đầu anh em mới vào ấy, bây giờ làm sao mà qua được chỗ kia ta, căng khó rồi. Có vẻ là mình không còn chừng cái lựa chọn nào khác ngoài đào tay các bạn. Ê à, cây này ở bên trên đầu mình nó cũng có cây luôn anh em ạ, ngon quá, mình đào thẳng thẳng lên trên luôn. Không có một cái gì khác ngoài tay không anh em ạ, dùng tay đập đá đấy. Tôi chính là người tiền người người ui ui ui, lava lava lava. Cái lava nó chảy và cục này có sao không? Không sao anh em ạ. Thốn quá nhở. Sao mà đào kiểu gì mà đào xui xẻo mà gặp đúng lava này. À thì trong địa ngục thì lava sẽ chảy nhanh gấp mấy lần ở ngoài đời ấy, nhưng mà nói chung là nó sẽ chảy chảy nhanh hơn ngoài đời đấy anh em. Nên là anh em mà thấy lava chảy trong địa ngục thì anh em nhớ chạy. Đầu tiên là chúng mình cần phải có gỗ trước. Cố gắng lên nào. Đào lên rồi mình sẽ lấy tí gỗ. Không biết tôi đang đào đúng được không ta. Làm ơn là đừng vào lava nữa nhá. Khá lâu. Thế quái nào? Tôi chỉ muốn cây. À đây này, đây này, đây này. Rồi, tôi lên rồi. Tôi lên được rồi, tôi lên được rồi, tôi lên được rồi, tôi lên được rồi. Thế vẫn cái lava chảy chỗ là chỗ nào chảy nhỉ? Ồ.
Tôi nghe tiếng bọ lợn anh em, phải cẩn thận, phải đào cây luôn để một chốc mình còn làm cái cuốc của mình còn đào vàng. Phải chặt cây chứ, quên mất anh em ạ. Thỉnh thoảng cái tiếng Việt của tôi nó cứ hơi bị sai sai thế nào ấy. Anh em thông cảm nhá. Làm cái cuốc này, cuốc này. Rìu 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 trước. Làm rìu trước, sau đó mình làm miếng cuốc anh em ạ. Cuốc cũng quan trọng lắm. Chắc phải đào vàng mà, đúng không? Trời, nó không cho tôi lên nữa à? Đào cây rồi thì cứ để nó mới lơ lửng cái này thì mình trông nó hài quá. Mà thôi kệ đi không sao anh em ạ. Nãy tôi nhớ ở dưới này nó có một cục vàng này, tôi cũng đào cái cục vàng rồi đã. Đâu rồi ta? Cục vàng kia kìa nhưng mà nó bị chắn rồi. Ở đây này. Tôi chặn cái chỗ này lại. Chặn chỗ này lại được không? Rồi. Có được không? Có được không? Được anh em ạ, được anh em ạ, được. Đào ở đây tí. Ok. Lấy tí lava chặn chỗ này lại anh em ạ. Ok. Ui. Một con quái gì mà vuông kia. À, anh em đào cái này là đây là đá ở trong địa ngục đây anh em. Đó. Nói với cái loại đá này thì anh em cũng có thể làm được cuốc đá rồi thì kiếm đá các thứ đấy, hại tốt lắm. Cho tôi đào nhiều nhiều tí các bạn nhé. Cái này quan trọng lắm, đá mà. Chúng ta còn làm lò nung nữa đúng không? Còn làm cả lò nung rồi thì các thứ nữa. Trong này nó không có than. May mắn là trong này có đá và có vàng đúng không? Nó không có than và có bạc. Than hay bạc thì không có. Ok. Chúng ta làm gì trước ta? Tôi nghĩ là chúng ta cần phải có một cái rìu. Cái rìu 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 đá anh em ạ. Tại vì là rìu làm nào, đây rồi đúng rồi, rìu rồi. Tại vì là mình chặt cây bằng rìu gỗ nó nhanh hỏng lắm, với cả là nó chậm nữa. Cái rìu đá mình chặt cây cho nhanh. Đào vàng chưa được có 5 cái thôi, được có 5 cái cục vàng nhỏ thôi. Cố gắng tôi lên cao cao để tôi tìm xem có cái gì không. Này. Thôi. Kia kìa vàng này, vàng này. Vàng tiếp này tốt quá nhở. Mình có vàng sau mình sẽ làm cái giày. Chứ mà trước tiên là mình cần phải có cái giày vàng đã, để cho cái bọn tham vàng chúng nó nhìn thấy mình á, chúng nó không có đánh. Bọn cướp vàng. Mình cần 36 cái cục vàng nhỏ nhỏ này thì mình mới đủ làm cái giày các bạn. Mình 38 thì mình đủ làm giày rồi kìa. Với cả là mình cũng nên có một bộ giáp anh em ạ, thì trong này thì không có cái chất liệu nào ngoài vàng anh em ạ. Vậy nên là chúng ta phải cần có một bộ giáp vàng luôn. Ok. Ê. Ok. Rồi. Trượt xuống nào hề. Ôi, tối nhờ. Sao anh em nhìn thấy cái vùng ấy tối không nhờ? Wow. Ôi vàng tiếp kìa. Đây nó còn vàng trên này nữa đúng rồi, tôi quên chưa đào này.
Bây giờ chúng ta chưa có đồ ăn, thế nên là chúng ta phải đi chậm chậm thôi nhá anh em ơi. Bởi vì nếu mà anh em chưa có đồ ăn mà anh em mà chạy nhanh chốc nữa là anh em hết đồ ăn đấy. Trong này theo tôi thấy thì nó cũng có khá là đầy đủ, chỉ là nó nguy hiểm và nó thiếu đồ ăn anh em ạ. Cực thiếu đồ ăn trong này luôn. Tôi nghe tiếng cái con gát anh em ạ. Đừng có bắn tao nhá, gát nhá. Chết cha rồi. Mới chưa gì đã bị ngã mất máu rồi. Để tôi đi thử qua cái vùng bên kia làm sao. Ê, hỏng hỏng. Làm luôn cái cuốc đá. Vậy, cho khỏe. Nói chung là mình paro rồi thì mình phải thử mấy cái thử thách như kiểu là sinh tồn, nhưng mà bắt đầu từ trong địa ngục chứ đúng không? Không vui. Chứ mà tôi thấy ở ngoài đời chơi dễ quá. Ngoài đời chơi dễ quá. Nói đùa chứ ở ngoài đời dễ mà tôi còn chết lên chết xuống hề. Ôi thằng Enderman nó cứ đứng đấy, tí nữa tôi nhìn vào đầu rồi. Không nhá, không nhá, tránh ra nhá, bạn Ender nhá. Chẳng may mình nhìn nhầm vào đầu nó cái là nó vả mình luôn đấy anh em ạ. Rồi, cái này là đường lên thôi. Đây nhá anh em, cái này là đường lên của chúng ta nhá. Đó, ok. Tránh ra bạn Ender nhá. Không đùa đâu đấy. Xuống đây, đào cái lá cây để làm đường xuống. Cái này chả biết có đúng là lá cây không anh em. Ôi đau quá nhở. Để tôi xây cái đường xuống cái. Rồi. Ok. Khi nào chúng ta còn quay lại được anh em ạ. Ok. Rồi được rồi được rồi. Ở đây có gì không? Ở đây có gì mới mẻ không? Vẫn chưa tìm thấy một nguồn thức ăn nào anh em ạ. Cái nấm mà chúng ta không ăn được cái nấm này đâu. Cái nấm đấy chỉ làm được cái gì, móc được vài cần câu thôi, vì là cái bọn lợn thì thích ăn cái nấm đấy. Chứ còn không có làm được cái gì cả. Có vàng. Có vàng kia kìa. Để tôi lên trên đó đào vàng. Đâu rồi? Đâu rồi cái vàng đâu rồi? Đây này, đây này. Thì anh em biết anh em chắc là vẫn chưa biết đó là cái vùng rừng xanh này ấy, nó là cái vùng gọi là an toàn nhất ở trong cái game luôn đấy. À. Đấy. Tôi xuống tôi nhặt vàng cái đã. Ok. Nhảy lên đào nốt thôi. Đó. Rồi. Đào tí vàng mà mất nhiều máu quá. Đi chậm chậm thôi anh em ạ. Mình đi chậm chậm để mình còn phải tiết kiệm đồ ăn chứ đúng không? Thật nhá, chung là mấy cái chỗ này cái địa hình nó không có dễ sơi đâu. Ui vàng, có nhiều vàng quá nhở. Để tôi làm full một bộ giáp vàng luôn. Ok.
Ok. Ồ, cái cục gravel này cũng quan trọng nha anh em, sỏi đấy. Biết lừa mình phết đây anh em ạ. À. May tôi đứng ở một bên cạnh, tôi đào đấy. Cục sỏi này thì anh em biết là mình làm cái gì không? Đây này, mình làm được cái flint này này. Đó. Flint này quan trọng thì mình mở lại cổng, thì mình quay trở lại được cái thế giới ở ngoài đời đấy. Bây giờ tôi cần có tôi cần gặp bọn lợn. Bây giờ mục tiêu của tôi là tôi cần gặp bọn lợn để tôi để chúng nó vứt cho tôi cục đá obsidian anh em ạ. Thì nó vứt cho mình cục đá đấy thì mình mới mở cái cổng thôi, vì mình muốn vào cổng mà mình phải có cái đá đấy. Nấm này, cái nấm này quan trọng nha anh em. Anh em có thể làm được ui nấm đỏ tuyệt quá, tuyệt quá. Mình tìm cái nấm nâu ở trong địa ngục thì dễ nhá, chứ là mình mà tìm cái nấm đỏ trong địa ngục là hơi bị khó đấy. Tôi không biết sao ấy, nhưng mà kiểu là cái nấm nâu thì nó dễ tìm ở trong trong địa ngục hơn ấy. Chứ mình có thể làm một súp vào đấy, mình có thể ăn súp vào rồi đấy anh em. Mình ăn súp là mình cũng sẽ được hồi, mình sẽ đỡ đói lắm. Đây là tôi làm cho anh em xem này. Đầu tiên là mình cần phải có gỗ trước này, xong mình sẽ làm cái bầu, cái bầu đó. Cái bầu là cái bát ấy. Xong mình làm bát súp này, nấm đỏ đấy đó. Nhưng mà có mỗi tội là làm cái súp này mình không gộp vào nhau thôi. Úi đấy, anh em thấy ăn không? Nó hồi nhiều lắm đó. Thế không anh em, có đồ ăn rồi. Chúng ta chỉ còn hai bát súp thôi, phải cố gắng mình tiết kiệm. Bên này đều dẫn là cái gì? Bây giờ tôi phải tìm bọn lợn anh ạ. Để tôi vứt. Nó dẫn ra cái vùng vùng bình thường. Cẩn thận nào. Không có bọn lợn. À đây có vàng, Anh em mà đi trong địa ngục thì anh em gặp vàng quý hơn cả gặp kim cương ở ngoài đời luôn ấy. Anh em có thử xem chơi sinh tồn từ trong địa ngục mà anh em gặp vàng là anh em gọi là hạnh phúc luôn ấy. Tôi nghe tiếng con gát anh em ạ. Tôi nghe tiếng bọn lợn tham vàng nữa. Tôi không biết là chúng ở đâu. À, tôi nghe tiếng của nó. Con gát kìa. Chúng mình có thể đánh lại được cái quả của con gát nha anh em, nhưng mà mình phải đánh chuẩn. Ô kìa, có lợn. Vàng không bạn này? Bạn muốn chơi vàng không bạn này? Vàng không bạn? Tôi cứ nhờ tôi đi quảng cáo ở ngoài chợ nhỉ. Ê vàng không bạn? Vàng này mấy bạn này? Vàng bạn này? Nhưng mà mỗi tội là nó có cái con nhỏ nhỏ anh em ạ. À, chúng ta không nên dính dáng cái con nhỏ nhỏ nhá. Bởi vì là cái con nhỏ ấy là khi mà nó thấy vàng ấy, nó cầm vàng ấy, sau đó nó chạy luôn ấy. Nó không có vứt đồ cho mình đâu. Tôi chỉ muốn nhốt cái con lớn thôi, không muốn cái con nhỏ nó được cầm vàng. Thật chúng nó cuốn lấy nhau ta. Làm sao mà xử được đứa con nhỏ ta. Cái này là hơi nguy hiểm anh em ạ. Bởi vì chạy chạy qua đây bạn lớn này 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 này, bạn lớn này đấy, cái con nhỏ nó cầm vàng của tôi kìa. Sau đó thì nó sẽ phắn luôn ở đây đấy, nó phắn luôn đấy đó. Nó phắn luôn, nó không trả vàng của tôi này, nó lại cầm vàng của tôi. Con này chết mày này, mày chết. Có mới dậy
Thế tôi cứ tưởng là con lớn nó sẽ đánh tôi. Nếu mà tôi đánh con nhỏ chứ. Phải cẩn thận anh ạ. Rồi, chết rồi. Nó trả tôi hai cục vàng rồi. Này, thằng lớn, mày nhặt vàng cho tao. Lớn này, mày xuống đây mày nhặt vàng mày. Rồi, tiếp đi mày. Nhặt vàng đi mày. Bạn lợn kia tránh ra bạn lợn này. Rồi, đâu rồi. Tôi nhốt nó vào rồi. Cái nhặt vàng thoải mái. Ơ chết rồi, tôi vứt cái cuốc tôi xuống luôn rồi. Tôi không biết là con này nó vứt tôi đổi con à. Đúng rồi, tôi cần đá obsidian anh em ạ. Sách gì đây? Soul Speed 3, ôi. Soul Speed 3 thì mình chạy cực nhanh ở ở trong ấy luôn đấy. Chạy cực nhanh ở trong mấy cái cát linh hồn luôn đấy. Đây này, cái này là cái cát linh hồn này, đó. Vứt tao obsidian đi mày. Tôi cần nó vứt obsidian anh em ạ. Nó là cái cục để mình làm cổng qua quay trở lại ấy. Obsidian bạn này. Bạn này. Tôi chơi pro phết nhỉ, tôi vẫn chưa chết phát nào hề. Nó vứt tôi cái gì ấy? Đá trong Nether, gạch trong Nether. Nó vứt mình mấy cái tên này cũng tốt phết đấy, soi mình có cung bắn được. Vứt mình cái gì đây? Da bò, thịt bạn này. Bạn vứt thịt không bạn này? Nó lấy một đống vàng của tôi mà nó không vứt cho tôi được một cục obsidian nào anh em ạ. Thuốc này. À, thuốc kháng lửa tốt phết. Một cục obsidian. Rất nhiều bạn này. Lại tôi có 3 quyển luôn. Tôi có 2 quyển tốc độ linh hồn luôn. Được 2 cục rồi. Thêm cục nữa đi. Tôi xuống tôi nhặt lại cuốc. Anh em ơi, thế bây giờ mà mình giết cái thằng cướp này thì mình có được lại cái số vàng của mình không hề? Đúng là mình hơi bẩn thỉu nhưng mà có được không? Cái glowstone này là mình cũng cần một chút nhá. Sau này là mình cần ấn vào cái respawn ăn cho ấy để cho nó hồi sinh mình á. Cũng cần lắm. Bây giờ là anh biết gì không? Tôi cần phải đi bây giờ ấy, kể cả là khi mà tôi đã có đủ obsidian để tôi xây cổng đấy, là tôi vẫn cần một cái nữa để tôi có thể làm được. Nếu mà với mỗi cái flint ấy, chúng ta vẫn chưa đủ để làm cái đánh lửa đâu, chúng ta phải cần cái bạc nữa. Bắn đi. Bên kia là vùng ấy à. Thì đào tí vàng đấy. Đào tí vàng em ạ, đào tí vàng. Tôi không có đuốc nha, nó hơi tối tí, anh em thông cảm nha, tôi bật mắc ánh sáng của game rồi đấy. Ok. Nguy hiểm phết đấy. Ui nấm tiếp này, ui ngon quá nhờ. Bây giờ xây qua bên này à? Xây qua đi.
Ok. Anh em thấy con mà nó ở dưới lava vừa nãy không? Con đấy là con mà nó mình có thể cưỡi được lên nó đấy. Nhưng mà mình cần phải có cái yên. Mình mà không có yên thì mình cũng không cưỡi được. Nói chung là bây giờ thì cũng không có đứa nào nó sẽ đánh mình đâu, bởi vì là mình có cái giày vàng rồi. Chúng sẽ tha mình ấy. À, nó có bọn skeleton kìa, chúng mình phải không được tránh xa bọn skeleton ra. Nấm này. Bây giờ mình tìm được cái lâu đài anh em ạ, cái lâu đài, cái fortress. Đâu ta? Respawn. Ồ, chúng ta lại quay lại cái vùng rừng xanh này. Nhưng bây giờ thì chúng ta cũng có khá khá gỗ rồi. À đâu đâu, chưa được chưa được chưa được. Có mỗi 15 gỗ này chưa được nha, phải chặt thêm ngay. Phải chặt thêm ngay. Bởi vì chốc mà chúng ta mà đi xa khỏi cái vùng này là chúng ta hết cơ hội. Ui ôi. Chốc chúng ta mà đi xa khỏi cái vùng này là hết cơ hội mà chặt gỗ ấy anh em ạ. Phải tranh thủ mà chặt thêm. Thôi mình dùng mình dùng cái rìu gỗ làm quái, có rìu đá mà. Đúng không? Nhà giàu rồi. Đấy, anh em tôi giỏi không? Rất là hiếm người mà chơi sinh tồn trong Nether mà vẫn chưa chết một mạng nào như tôi đấy. Ê. Anh em tự hào không? Chơi gần 30 phút rồi nhưng vẫn chưa chết phát nào. Nó chỉ có những người nào gọi thông minh lắm mới làm được như vậy đấy anh em ạ. Nốt cái cây này xong đi. Cao thế? Cao thế? Kệ đi. Cao quá thì thôi bỏ. Bao nhiêu? 39, ngon quá, đi thôi. Từ từ đã, chúng ta vứt một vài đồ mà chúng ta không cần thiết rồi anh em ạ. Cái gravel không cần này, cái ba san vứt này. Vai này chả cần, chả hiểu lắm quá. Cái nether quartz chả cần đâu. Da cần đâu. Cái flint này cần này. Cái fire chat này nó chả hiểu dùng làm gì. Cái fire chat này theo dùng làm gì anh em? Chả hiểu lắm gì. Cái nào không cần nữa ra, nói chung là cứ vứt tạm thời thế nhỉ. Vứt tạm thời thế đã. Đi thôi, mình trèo lên thử trên kia xem trên kia có cái lâu đài không. Mong là có cái pháo đài Fortress. Nếu có là mình có thể thoát ra được ngoài thế giới ngoài đời đấy. Hello mấy anh. Ấy là chúng mình không được đào vàng ở gần bọn đấy nhá. Đào vàng gần bọn đấy là chúng nó nhìn, chúng nó bực ấy. Chúng nó đánh mình đấy anh em. Chung là mình cứ làm bất cứ thứ gì với vàng gần bọn đấy là không ổn. Không thấy cái lâu đài nào hết. Ý, ok. Bây giờ mà có cái đe nhỉ? Để tôi có thể để tôi ép được cái soul speed này nó vào cái giày á. Có vàng có vàng có vàng, đào đào. Tôi hỏng cái ấy rồi, tôi làm cái cuốc cái. Làm cái cuốc 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 ca cuốc ca à. Mình giàu mà, việc gì mình phải làm đấy, làm ấy luôn, đá luôn. Nói không có thằng cướp nào gần đây, cẩn thận. Ok, thế
Từ từ anh em ạ, tôi muốn đi vệ sinh quá. Đợi tôi tí, tôi đi vệ sinh cái nhá. Tôi đào đây, tôi trốn cái đã. Chốc sợ thằng nào vào xử tôi lắm. Đợi tôi tí nhá. Ok anh em, xong rồi anh em. Xong rồi. Mục tiêu là phải tìm được cái lâu đài. Ở đâu ta? Thử đi thử hướng em sao? Nguy hiểm nhờ anh em nhờ. Để trèo thử trên này không có không? Đây này, tôi nhìn chỗ kia nó có đường đi kìa. Vàng nữa, phải cần tìm vàng nữa anh em ạ. Đây khu rừng đỏ này. Rừng đỏ này cũng tốt lắm này. Có cái gì đấy? Hot tourist destination. Cái này là cái gì? Thì tôi chạm vào cái vùng rừng đỏ chứ hay sao? What? Chẳng lẽ cái vùng rừng đỏ ấy nó đặc biệt vậy sao? Cẩn thận. Vừa nãy chúng ta còn ở cái vùng vùng rừng xanh mà. Tôi không hiểu lắm cái achievement đó. Kệ đi nha. Quan trọng là mình đào vàng cái. Ok. Nhiều hàng phết. Tôi nghĩ chắc chúng ta nên làm cái bộ giáp vàng chứ anh em ạ. Tại vì tại vì giờ vứt vàng cho cái bọn kia, chúng nó cũng vứt lại ít đồ cho mình quá. Cái bọn lợn mặc giáp ấy, chúng nó vứt ít đồ cho mình quá. Thôi bây giờ tôi gọi cái bọn này là bọn cướp trong địa ngục chứ. Đấy. Vứt đồ cho bọn cướp, chúng nó vứt ít đồ. Nên là chắc là tôi nghĩ tôi phải làm cái giáp trước. Nó có cái cây nó bay lơ lửng kìa, đẹp không? Ngầu không? Không có cái fortress nào à? Đúng rồi. Bọn lợn trong địa ngục thì chúng nó có vứt cho mình cái yên không anh em? Cái yên ngựa không? Holy shit, cẩn thận nào. Nguy hiểm đấy. Vàng này. Tôi rồi nè. Chặn thông minh không anh em? Ăn tí. Anh chào anh. Chào anh. Anh đứng đấy tí cho em đào tí vứt vàng cho anh này. Em biết là anh đang rất là thích vàng. Này anh vàng này. Anh ơi. Chết cha rồi. đây. Rồi, chuẩn rồi. Ok. Vứt em cái yên ngựa đi hay là cái cần câu gì đi anh? Vứt em cái yên ngựa thì với cần câu ấy. Để em ngồi lên lợn em lái anh ạ. Nó vứt tôi toàn cái gì? Thế hoặc là vứt obsidian đấy anh. Tôi mới bảo là mình cần phải làm giáp trước, xong mà giờ tuệ vứt cho lợn rồi. vứt. Đấy, em trả anh đấy, anh đánh em. Thuốc cho mình à? Thế là mình có hai cái thuốc kháng lửa. Anh em ơi, thế là mình dùng thuốc kháng lửa sau đó mình bơi qua biển lửa đi nhỉ. Anh em thấy có hợp lý không? Hợp lý quá. Đi luôn anh em ơi. Từ từ, anh đứng trong đó để em đào vàng đã. Anh đứng yên đấy.
Rồi. Đào vàng xong tôi vứt cho nó tiếp. Thông minh quá anh em ạ. Uống thuốc kháng lửa xong bơi. Ôi cái gì đấy? À đúng rồi, chúng mình không được đào vàng ở gần nó mà. Đào vàng mà nó thấy là nó bực. Bắn đi anh. Từ từ nào anh, em đào tí thôi. Rồi, bắn tao à? Bắn tao này. Chết ngay. Thích sử dụng bạo lực anh em ạ. Những thằng dùng bạo lực là cái đấy là cái kết cục đấy. Chết ngay. Á, ôi lợn 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 anh em ơi. Ôi chứ nhưng mà cái vùng này cao quá. Cái vùng này cao quá, bây giờ mà mình muốn xuống cái vùng kia là nguy hiểm này. Nhưng pha một bọ lợn là mình có cực kỳ nhiều đoan luôn này. Vì bọ lợn này chúng có rơi đấy mà. Bèm sao xuống ta. Để từ từ tôi tìm cách tôi đi xuống em ạ. Hello anh. Thôi em tha cho anh nhá. Tha cho anh đấy. Ô có lợn. Hello bạn lợn. Bạn thấy mình không? Ôi sao mà nó lại đánh tôi? Ê. À, con này à? Ske. Ske. Đâu rồi? Chết rồi. Ăn cái đã, đau quá, chết cha rồi. Hết đồ ăn này. Nhưng mình còn nấm anh ạ, may. Chốc có xuống rồi đối với xử có lợn kia anh em ạ. Bát súp đấy ngon ngay, đi ăn đi địa ngục mà được hút, mà được hút súp thích nhở. Đúng rồi nào lợn, mày lên đây với tao nào, lên lợn này. Lợn đâu rồi, nó làm gì, bạn bị kẹt ở đây rồi. Đúng rồi lên đây nào, đúng rồi ngoan theo anh nhá. Nào ba con luôn. Đúng rồi lên đây nào, đi đứng kiểu gì chán thế, lên đây đó này. Hay tôi chạy xuống đây tôi chơi với chúng nó ra, vì sao nãy có ba con mà sao giờ nó chỉ có một con này. Nào là ăn qua đây nào. Nó bị kẹt rồi. À, có lợn con nhưng mà cũng bù lâu lếu nhỉ. Cái gì đây? Con khát này các mẹ, con khát này các bạn, khát. Thôi kệ qua nó đi, chúng mình tập trung vào cái mục đích của chúng mình ấy. Tôi muốn xuống được dưới kia nhưng mà ở dưới kia nguy hiểm. Đây các bạn, tôi không cần xuống nữa luôn. Anh em nhìn này. Cây à, từ từ. Chặt chút cây. Chặt chút cây. À, bây giờ anh em nhìn này. Mà thật sự là tôi muốn xử mọi lợn quá vì đồ ăn tôi thiếu. Thôi rồi, không sai các bạn. Ấy, đi thôi. Ồ, cái gì kia? Ồ, cái kia là lá cổng địa ngục thế nhưng mà nó tàn tích kìa. Ôi chào, chào anh. Không ngồi lên được không? Chúng mình có 3 phút anh em ạ, chúng mình có 3 phút. Tôi đến kia xong tôi lấy cục vàng kia cũng tốt phết đấy. Cái lava nó khá là nặng anh em ạ. Đây thì nếu mà tôi mà thả cái nút space ra thì nó sẽ xuống dưới nó khá là nhanh. Wow, sao tự nhiên cái địa ngục nó chuyển qua cái màu xanh thế này? Đói quá, từ từ á. Cố gắng tới được cái chỗ kia.
Cái vùng màu xanh này là vùng nguy hiểm nha anh em. Crying Obsidian kìa. Crying Obsidian là tôi vẫn nhớ là mình không có làm được cổng nó bán cái đấy đấy. Nhưng mà nó có cái rương, mình lấy cái rương đã. À hi hi. Đẹp quá nhờ. Chúng ta phải cố gắng để chúng ta mở ra được cổng và quay lại thế giới ngoài đời các em ạ. Kiếm, cuốc, giày, ui, giày mending luôn, xịn thế. Tôi có bạc rồi này. Ui, gạt. Ui đau quá. Chết cha rồi. Tôi không có đồ ăn. Núp anh em ạ, núp. Còn 30 giây thôi. Tránh qua đây anh em ạ, không vui đâu. Cái cục đá mình đâu có đào để cục vàng đâu đúng không? Để tôi bơi lại qua bên kia làm sao. Thế nhưng mà không sao anh em ạ. Bê ổn này cũng may là mình có tận hai cái để dùng lại rồi thì tôi bơi quay lại cái chỗ cũ. Chứ mà tôi thấy cái chỗ này nó bị nguy hiểm lắm. Từ từ á, tôi có cái mũ mà tôi chưa lấy mà. Có mũ tôi chưa lấy mà. Quay lại lấy cái mũ, cái nón ấy. Đây rồi. Cái nón. Mặc vào. Cái giày mending nữa. Thay cái giày ấy vào, đúng rồi. Ok, mình đi thôi. Cố gắng mình lập kỷ lục là mình sẽ không chết một phát nào anh em ạ. Cố gắng. Ghê thật. Đúng là địa ngục anh em ạ. Nó khác xa với ngoài đời luôn. Cái bọn này chúng nó đứng được bằng chân luôn à? Tôi tưởng là chúng có bơi ở dưới chứ. Hóa ra là chúng có đứng trên dung nham anh em ạ, chứ mà không phải là bơi đâu. Rồi. Cái cục này là cục gì đây? Cục này là cục mình cần đồ ăn đã anh ạ, mình cần đồ ăn đã. Tôi thiếu đồ ăn quá. Cái gì đây? Có lạ nào? Ui. Có lạn con thì không có lấy được đồ ăn, thế nên là tôi mới không giết nó anh ạ. Có lạn con giết thì nó trả đây là cái được trả tích sự. Có lạn mẹ ấy. Cảnh đẹp quá nhở. Tôi nghĩ hôm nay chắc tới đây thôi anh em ạ. Nhá. Xong buổi sau chúng ta cùng tiếp tục nhá anh em. Tôi sẽ cố gắng tôi thoát ra được khỏi địa ngục và sau chúng ta sẽ cùng sống một cuộc sống bình thường. Ôi tránh nào bọn lợn nhá. Tránh nào. Nào. Bạn lợn này. Mày chạy à. Ô có lợn mẹ. Chết cha rồi. Từ từ á. Đâu rồi. Rồi. Tôi đổi kịp rồi. Đâu. Có lợn mẹ đâu rồi. Này. Nó này. Tôi phải qua chỗ thông thoáng. Tôi dụ nó. Rồi tôi xử nó đã. Ê lợn. Mày qua đây lợn này. Lợn này. Lợn. Ơ cái con lợn này.
Cái gì đấy? Đúng rồi. Đúng rồi anh em, đúng rồi, tốt quá anh em ơi. Tuyệt quá anh em ơi. Có đồ ăn không? Có bao nhiêu đồ ăn thì bọn này chúng lấy hết rồi anh em ạ. Chúng nó không để dành cho tôi rồi. Chết cha rồi anh em ạ, tôi nhận ra là bây giờ cái vấn đề của chúng ta đồ ăn túng thiếu quá. Holy shit. Từ anh em ạ, mình phải cố tìm đồ ăn đã. Chứ là mình mà dừng phát này sang lần sau mình thiếu đồ ăn này là mình chết. Cố tìm đồ ăn đã, từ từ á. Tôi phải cố xong á. Đồ ăn đâu? Anh ơi, có thịt không? Đưa vứt cho em. Nhưng mà ở mấy cái vùng rừng cây này tìm đồ ăn khó anh em ạ, chúng ta phải đi qua cái vùng bình thường ấy. Chạy chạy chậm chậm thôi chứ không thì đau lắm anh em ạ, chứ không mình ngã phà đau lắm. Cái vùng này thì mình có kiếm được cái đồ ăn nó bằng cách gì không? Cái bon meal có ăn được không? Mình có. Ô oh, có lợn, có lợn, có lợn. Sao mà mấy con lợn nhỏ nhỏ ấy nó cứ đuổi mình nhỉ? Nó chả rơi được cái tích sự cho mình luôn ấy. Hết cái ấy rồi. Hết cái thuốc kháng lửa rồi. Bây giờ mới thật sự là nguy hiểm bên này anh em này. À, chúng mình có ăn được cái nấm này không? Ăn thử không nào? Không được à? Không ăn được anh em ạ. Anh em thấy không? Mình muốn tìm cái nấm màu đỏ để làm cái súp nó khó lắm. Chết cha rồi, bây giờ mà tôi chết mà tôi mất hết đồ ở đây là toang lắm này. Làm ơn spawn đâm một con lợn đi. À này có lợn này, có lợn này. Ui, thôi 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 từ từ nào, từ từ nào. Ui ui, ui.